xa. Đừng quay tao vẽ, tao ghét lắm. Phải quay cho người ta biết Việt Nam thế nào chứ. Thằng tí mà nó là bảo này được kéo máy móc cái gì. Đúng không? Người Việt Nam ấy. Đùa. Đứa vẩn, mày quay cái này thôi, tí về nhà để 3 hôm sau lại hơn 1000 lượt like. À, 1000 lượt xem. Khó lắm, của nước ngoài. Biết đâu bất ngờ, ước tí. Bây giờ lại 1000 lượt xem. Ồ, cái bọn người giàu nó thích cái loại này lắm đấy. Về chủ đề về ô tô. Hướng dẫn lái ô tô các thứ. Với lại hàng nghệ thuật, hàng đẹp, hàng đắt. Mà nó xem mà nó đặt hàng thì là như nó bên đấy, đấy là của mình. Chỉ có bọn Việt Nam đặt được. Đây được gì? Hả? Nhập thế được gì? Tôi gửi có bưu điện nữa. Đưa được phong bì gửi. Đưa được phong bì gửi gì? Được. Gửi ảnh nhỉ. Hàng nó cứ bán tiền cho người ta, không tao bán ảnh cho nó. Bán được, nhưng mà tao lúc chuyển hàng lằng nhằng lắm. Không, chỉ bán ảnh thôi. Chạy một bộ đấy, tao bán ảnh cho. Chuyển hàng đơn giản chứ, gửi máy bay. Mình đéo biết nhiều về cái. Hả? Mình không biết nhiều về gửi hàng có bên ngoài. Xong lại nhắc lại thuế thiết càng nhận. Tôi có máy bay được mà. Có vài đồ nào phải đắt một tí thì nó là đã gửi sang nước ngoài. Chắc chắn rồi, chuyển lại. Nhưng mà lính nhiều. Và tiền cước nó phải giả cho mình. Nếu mà có tiền nó thoải mái mà. 100 triệu chẳng hạn. Mẹ. Đặt vào tầm cho anh 9 bức. À, cho anh khoảng tầm rơi vào 20.000 đô. 20.000 đô.